Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Chữa đau mỏi khớp gối, xin mời chúng ta nhanh chóng di chuyển về phía chỗ cái mục màu đỏ ạ. Rồi chúng ta sẽ ngồi sát dựa lưng vào tường. Những người bệnh nhân đau mỏi khớp gối mình dựa lưng vào tường. Xin nhắc lại một lần nữa, những ai muốn điều chỉnh chứng đau khớp gối, chúng ta nhanh chóng di chuyển, vì chúng tôi chỉ làm một lần thôi ạ. Chúng tôi chỉ làm một lần và làm đồng thời luôn, nên chúng ta nhanh chóng di chuyển về phía bên bức tường màu đỏ. Những người không học Thập Chỉ Liên Tâm, chưa từng học Thập Chỉ Liên Tâm mà có mong muốn được học cách, một cái phương pháp kỹ thuật chữa đau mỏi khớp gối, xin mời ngồi vào luôn. Rồi, em muốn vào hả? Rồi, em muốn chọn người nào cũng được. Rồi, còn ai, các quý vị ở ngoài kia, có ai muốn học kỹ thuật chữa đau khớp gối mà chưa từng học Thập Chỉ Liên Tâm, xin mời vào luôn ạ. Muốn không? Vào. Rồi, bao học được một nghề trong vòng có ít phút à? Đề nghị tất cả mọi người, bệnh nhân sẽ dựa lưng vào tường. Dựa lưng vào tường ạ. Dựa lưng vào tường ạ. Dựa sát lưng vào tường, sát mông vào tường. Mông sát tường. Mông sát tường. Mông sát tường chưa ạ? Rồi, những người hỗ trợ chúng ta sẽ cầm trái banh. Chân nào đau chúng ta làm. Chân nào đau. Nếu đau cả hai chân chúng ta làm lần lượt từng chân. Nhưng nếu chỉ một chân đau thì chúng ta làm cái chân đau thôi. Rồi, tất cả những người thầy chứa sẽ đặt cái trái banh vào khô chân của người bệnh. Đặt trái banh vào khô chân của người bệnh. Không người làm, ai muốn vào xung quanh thì vào. Thì hai người làm cho nhau. Rồi, đặt vào khô chân. Người bệnh sẽ dùng tay kéo cái chân mình sát vào cơ thể. Kéo chân sát vào. Rồi, kéo chân sát vào rồi. Kéo đến khi nào mình chịu được thì thôi. Kéo chân sát vào. Rồi, xong chưa ạ? Rồi, sau khi kéo chân vào, chúng ta sẽ dùng tay chúng ta, hai tay chúng ta vỗ vào đầu gối cho người ta. Mình ngửa, nả cái đầu gối ra bên ngoài. Vỗ đi mà mình vỗ. Kéo chân sát mọi người. Chưa sát, người nào kéo chưa sát? Kéo chân sát mọi người. Chị để bằng máy, cần kéo sát nhưng phải kéo sát cho mọi người. Anh ngồi chưa phấn mông. Những người quay đi mình nhìn xa xa. Mình có thể đứng ở bên ngoài hàng rào, chúng ta sẽ nói với chụp được. Những người mà quay phim chúng ta đứng xa thì xa, xa, xa nữa, xa nữa. Để chờ, xa nữa đi ạ. Rồi, mông sát tường. Mông sát tường. Ép chân sát người, mông sát tường chưa được. Ép chân sát người. Rồi, bó. Một chân cho chị, đừng có làm hai chân. Một chân. Chân nào? Rồi, làm một chân. Sau khi tới xong rồi, dừng. Bây giờ chúng ta sẽ vuốt. Chúng ta dùng cả hai bàn tay, chúng ta vuốt vào đầu gối. Đúng rồi. Dùng cả hai bàn tay, dùng nguyên hai bàn tay vuốt từ dưới lên vào đầu gối. Vuốt một chân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng hai ngón cái sát mông vào tường ạ. Phải sát mông vào tường. Dùng hai ngón cái chúng ta miết từ cái khe của cái chỗ queo chân lên đầu gối. Khe đâu, khe đâu? Khe queo chân, đúng rồi, chị này là đúng này. Đây khi chị nhìn đó, đúng rồi. Vào đầu gối, từ khe vào đầu gối để chúng ta mở cái bế tắc của cái van tĩnh mạch ra. Đúng rồi. Rồi, miết vào khe, miết từ khe vào đầu gối. Mọi người nhìn nhạc rồi. Rồi, em ấy cũng có thể biết là chị sẽ đi. Của theo chân về dưới đầu gối.
từ khe của khe chân, từ khe, sát từ khe, sát từ cái khe. Đó, về phía đầu gối, rồi. Không có chuyện, không có chuyện, không có chuyện. Ê, có chuyện, mời ra cả hàng. Bước từ đây, đây, bước từ bên ngoài vào đầu gối. Hoàn toàn tự làm một mình.